Thưa quý vị, vậy là chỉ trong thời gian ngắn, Vương Nhất Bác lại tiếp tục xuất ngoại tới Paris, nước Pháp. Lần này anh tới đó với vai trò người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu thời trang quốc tế. Vào lúc sáng sớm ngày 21 tháng 6, Vương Nhất Bác đã đến sân bay Bắc Kinh. Nhất Bác cất cánh từ sân bay thủ đô Bắc Kinh vào lúc 2 giờ 32 phút sáng và dự kiến sẽ đến sân bay Charles de Gaulle lúc 6 giờ 51 phút theo giờ Paris và vào khoảng 12 giờ 51 phút theo giờ Bắc Kinh. Vương Nhất Bác chọn chuyến bay đêm nhưng đã có rất nhiều người chờ anh ấy tại sân bay. Lần nào sự xuất hiện của anh chàng cũng khiến người khác phải ngạc nhiên, có quá đông người sẵn sàng chờ anh ấy vào lúc 1 giờ sáng tại sân bay. Vương Nhất Bác mặc trang phục thể thao đơn giản nhưng năng động trẻ trung, loạt sản phẩm tới từ nhãn hàng Louis. Anh mang theo chiếc túi Louis Puzo bằng da lộn màu nâu. Sự kết hợp màu đen và nâu của chiếc túi rất bắt mắt, đây là sản phẩm từ loạt quảng cáo đầu thu, siêu thời trang. Vương Nhất Bác, chàng trai đa tài với giá trị thương mại hàng đầu, đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh và khởi hành tới tuần lễ thời trang Paris. Hãy cùng chờ đợi sự xuất hiện của anh ấy trong vai trò mới nhé! <音>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 <音